Vâng, xin chào tất cả anh chị nhé. Và hôm nay em Dũng sẽ thực hiện một video cực kỳ đặc biệt. Đó là khả năng ghép ngang của chiếc Evoque trước mặt anh chị đây. Đây là một chiếc độc nhất vô nhị bản đặt Limited, Việt Nam chỉ có duy nhất một chiếc thôi anh chị nhé. Và đây, em sẽ thực hiện bài ghép ngang vào khoảng cách giữa hai xe này. Và đây là coi như một đường phố và ta ghép vào để cho cái xe vào ở vị trí gọn nhất ở vỉa hè. Và xin giới thiệu anh chị, đây là một chiếc Evoque. Nó là có khả năng lùi chuồng tự động và được gắn cam 360 độ cùng với những cảm biến tối tân cao cấp nhất. Và bản đặt này nó có giá trị cao cấp hơn những cái bản thường 300 triệu anh chị nhé. Và bây giờ xin mời anh chị tới bài ghép ngang. Vâng, và bây giờ ta sẽ thực hiện bài lùi chuồng. Thì trên cái chiếc xe này nó sẽ được tích hợp nút lùi chuồng ở cái phần màn hình này, có chữ P và ký hiệu lùi chuồng đây. Và để có cái nút này hoạt động thì chiếc xe này phải trang bị thêm rất nhiều cảm biến và cam 360 độ vòng chung quanh xe. Và bây giờ em Dũng sẽ thực hiện nút lùi chuồng bằng cách đó là vào cái đúng cái khoảng trống ghép giữa hai xe. Và bây giờ chiếc xe đang tiến lên, em sẽ bấm vào nút lùi chuồng này để cam nó quét này. Và khi cam nó quét thì lúc này toàn bộ cam sẽ hoạt động và cảm biến sẽ hoạt động để tìm ra được cái khoảng cách đỗ xe, dừng đỗ xe. Đấy, và cam đã quét rồi. Và khi đã qua rồi thì bắt đầu là ta sẽ bấm vào nút lùi. Đấy, R. Thì lúc này anh chị thấy được trên màn hình sẽ hiển thị là cảm biến hoạt động. Và trên màn hình sẽ thực hiện đó là vô lăng auto. Và cái mũi tên màu xanh này có nghĩa là đang là thực hiện lùi chuồng tự động, có nghĩa là bắt đầu chế độ tự động rồi. Và bây giờ em Dũng sẽ nua nhả chân phanh ra để cho chiếc xe tiến vào vị trí ghép ngang đã được định sẵn. Đấy, ghép ngang đã được định sẵn này. Và anh chị thấy được là vô lăng hoàn toàn tự động, hoàn toàn tự động quay, hoàn toàn tự động quay. Và đấy, và bây giờ ta sẽ, đấy, vô lăng hoàn toàn tự động quay anh chị nhé. Đấy, anh chị thấy thế nào đây? Một chế độ lùi chuồng phải nói rằng cực kỳ là tuyệt vời. Và xe đã được ghép ngang một cách chuẩn mực nhất. Đây là chiếc Land Rover đến từ một thương hiệu nổi tiếng từ nước Anh. Vâng, một mẫu xe mà nó được mệnh danh là nữ hoàng. Bản Evoque 2012 này nó là nói nên cá tính hóa của dòng Land Rover. Vâng, thực sự không hoa khi nói rằng Land Rover Evoque 2012 là nữ hoàng của các dòng xe SUV compact hạng sang. Chiếc xe này thì nhờ sự tham gia thiết kế của Victoria Beckham, vâng, là vợ của cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Chính vì thế cho nên là nó sẽ đã trở nên mượt mà, trẻ trung và mỹ miều hơn hẳn so với những cái dòng xe phổ thông khác của Land Rover. Mẫu xe này nhắm ngoài khách hàng phổ thông ra thì người ta còn nhắm thêm đó là khách hàng là nữ. Và cái bản này là bản có lùi chuồng đặc biệt, dẫn đến là cái chiếc xe này thực sự là ngoài những cái khách hàng nam giới ra thì nó lại còn thích ứng với lại khách hàng nữ giới, nhỏ gọn, lành tính và cực kỳ là bền bỉ. Và chiếc Land Rover này nó có 5 cửa anh chị nhé, 5 cửa với những cái chiều kích thước như là chiều dài lên 4m36, chiều rộng là 2m1 và chiều cao 1m6. Land Rover Evoque sở hữu khối động cơ Petrol SI 2.0 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, có turbo Challenger do Ford cung cấp, mẫu động cơ 2.0 EcoBoost được ứng dụng trên Ford Explorer, một cái xe sang của hãng Ford. Vâng, thực sự vậy thì đây là một mẫu xe chắc chắn nó sẽ là mẫu xe gần gũi, lành tính và cực kỳ là dễ sửa chữa thay thế đồ. Bởi vì khối động cơ của xe bắt nguồn từ hãng Ford thì anh chị biết rồi, nó chắc chắn là một cái chiếc xe nó sẽ mang lại những cảm giác lái cũng như là những cái sự thay thế phù hợp khi mà chiếc xe này có thể cần thay thế đồ đạc. Với chiếc Evoque 2012 này thì nó được trang bị hộp số tự động 6 cấp do cái hãng General Motors cung cấp. Vâng, và phải nói rằng với form dáng của dòng xe được mệnh danh nữ hoàng này thì đây là một chiếc xe cực xuất sắc và đây là một chiếc xe mà hiếm có, khó tìm anh chị nha. Đẹp xuất sắc luôn, về phần vỏ ngoài xe không có điểm gì để chê cả. Ở đây thì Land Rover Evoque 2012
thì phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha xenon cộng với lại led này anh chị này, cực kỳ đẹp luôn, thích ứng góc lái nhá anh chị nhá. Đấy, gương chiếu hậu có chỉnh điện, có chức năng sấy và nhớ vị trí chống lóa này. Đây anh chị này. Và đặc biệt đó là cảm biến của chiếc xe này, như cái bài lùi chuồng tự động anh chị thấy được là cảm biến thì vòng xung quanh xe cam 360 độ, cực kỳ là cao cấp, ánh sáng đèn led cũng như bi xenon cực kỳ là cao cấp anh chị nhá. Đấy, về phần form dáng của xe thì không có điểm gì để bàn cãi đâu. Vâng, đây là một mẫu xe được mệnh danh là nữ hoàng cơ mà. Vâng. Và với sự tham gia thiết kế của Victoria Beckham thì thực sự đây là một mẫu xe nó đã mang lại cảm hứng với giá lăn bánh của ở Việt Nam đó gần 4 tỷ đồng. Và bây giờ hiện tại bên showroom em đang bán với giá chỉ 880 triệu đồng thôi. Thực sự đây là một cái chiếc xe mà anh chị sẽ không thể tìm được chiếc thứ hai trên thị trường anh chị nhé. Không thể tìm được một chiếc thứ hai trên thị trường về độ đẹp, độ chuẩn và độ full của chiếc xe này. Phần đèn sau là ánh sáng led cực kỳ là sang chảnh này. Thiết kế bô kép ở phía đằng sau nhìn rất là khỏe khoắn và mạnh mẽ, thích ứng với nhiều đối tượng đi. Đó. Và bây giờ xin mời chị tới phần nội thất của xe. Na răng của xe cũng là na răng phiên bản cao cấp, là na răng 20 inch với dàn lốp mới to khỏe chuẩn. Tất cả các chi tiết xe đều đạt đẹp đẽ, dán kính chống nắng ở phía trên rồi. Và bây giờ ta sẽ khám phá không gian nội thất của chiếc Evoque này. Và thực sự với những thiết kế đậm nét mang chất của một chiếc xe nữ hoàng đến từ Anh, những công nghệ cao cấp tiên tiến bậc nhất được trang bị cho chiếc xe này, với hai hàng ghế điện được trang bị điều chỉnh đa hướng cho hàng ghế lái và hàng ghế phụ, và tất cả những chức năng cao cấp nhất, ví dụ như ba vị trí nhờ ghế, anh chị có thể nhận thấy ba vị trí nhờ ghế. Toàn bộ những táp ly táp lô của xe làm bằng chất liệu tôn cao cấp. Đây anh chị nhìn này, tôn cao cấp cực kỳ là dày dặn. Chiếc xe zin vào nguyên bản 100%. Những cái thuộc da cũng thuộc loại cao cấp nhất được trang bị cho chiếc xe này. Hệ thống âm thanh giải trí thì nó là cực kỳ là sang chảnh và được hãng ưu đãi là 16 loa Meridian. Vâng, 16 loa Meridian có chế độ giải trí âm thanh vòm cực kỳ là đẳng cấp anh chị nhé. Vâng, cực kỳ là đẳng cấp, loa Meridian loa hãng này anh chị này. 16 loa vòng xung quanh xe. Và thực sự đây là một sự ưu bái quá là tuyệt vời cho một phiên bản Evoque, một phiên bản nữ hoàng. Với sự tham gia thiết kế nội thất của Victoria thì thực sự chiếc xe đã được nâng cấp rất nhiều về mặt thẩm mỹ cũng như là độ mềm mại của chiếc xe. Anh chị nhìn này, nội thất cực kỳ sang chảnh. Phần phía trên thì được gắn bằng những lớp kính cố định. Đấy, lớp kính cố định và có một lớp rèm che ở phía trước. Thì khi mà gắn kính cố định này thì làm cho cái chiếc xe nó sáng vào ban ngày và có thể là che tối vào ban đêm. Với hệ thống cruise control đi ga tự động, anh chị có thể thấy được là vô lăng thì ôm ngồi lái cực kỳ là sướng, tích hợp nhiều những chức năng. Và với hệ thống đó là số điện thò thụt và nút ấn nổ sát tốp. Khi mà ta để đổ lên thì hộp số sẽ tự nhô lên và ta sẽ vặn các phím lùi, đỗ và đi và chế độ thể thao. Xe còn hỗ trợ đó là phanh tay điện tử, chế độ chống trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo ngang dốc, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình 7 inch và chế độ lùi chuồng như em đã giới thiệu để ấn nổ sát tốp anh chị nhé. Và toàn bộ các hệ thống cảnh báo được biểu hiện trên mặt đồng hồ để ta có thể là xem được các chức năng. Và thực sự là từng chi tiết của chiếc xe này là đẹp xuất sắc anh chị nhé. Đẹp xuất sắc, khẳng định không có một chiếc thứ hai trên thị trường. Và với độ sắc nét của chiếc xe này thì đây thực sự là hàng thừa anh chị ạ. Với 4 tỷ đồng khi lăn bánh tại Việt Nam thì chiếc này bây giờ chỉ còn có 880 triệu đồng thôi anh chị ạ. 880 triệu đồng thôi. Và về độ sắc nét thì không tìm được chiếc thứ hai. Đây một điều và chắc chắn là chắc chắn anh chị ạ. Và đây ta sẽ tìm thấy được cái hệ thống âm thanh cũng như là trần thì toàn bộ là trang bị vòng màu đen anh chị nhé. Cực kỳ sang chảnh. Ở phía đằng sau xe thì cũng được thiết kế những màu nội thất chủ đạo, đó là màu nâu, màu ghi sáng và màu xanh chủ đạo, xanh nõn chuối. Thì đây là một chiếc duy nhất tại Việt Nam anh chị nhé, không có chiếc thứ hai. Chính vì thế cho nên để lựa chọn chiếc xe này, anh chị không có lựa chọn nào khác ngoài tại địa chỉ số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Bởi vì đây là một chiếc xe mà bên em đã sở hữu nó và đang tìm chủ nhân xứng đáng.
và khi đến đây xem và thử chiếc xe này, chắc chắn anh chị sẽ không thể nào cưỡng được sức hút của nó. Và đây, phần đèn phía sau phải nói rằng cực kỳ đẹp mắt. Về phần cốp sau của xe thì được trang bị cốp bằng điện, cốp mở bằng điện này anh chị này. Đấy, hệ thống cốp mở bằng điện rất cao cấp, và toàn bộ tất cả những cái phần nhựa của xe là zin và nguyên bản. Phần phía sau xe được ốp bằng nỉ cao cấp hết rồi nè. Và tất cả các thanh chứa đồ, các dụng cụ như là nốt sức cua còn chưa hạ các bác nhé. Sức cua còn chưa hạ này. Vâng, đây phải nói là một chiếc xe đi cực ít luôn. Chủ xe quá giữ xe, hệ thống 16 loa vòng xung quanh xe tạo chế độ giải trí âm thanh vòm cực kỳ là cao cấp. Đây, chị có thể nhận thấy được là đẹp từng chi tiết, đẹp từng góc cạnh và chất như nước cất luôn. Bây giờ ta sẽ tới phần máy của chiếc xe anh chị nhá. Anh chị sẽ thấy được rằng là với chiếc Evoque này là nó zin từ gioăng chẳng cò, và đảm bảo về độ chất lượng, anh chị bao test hãng, bao bảo hành mọi lúc mọi nơi. Với cỗ máy được hãng trang bị đó là động cơ 2.0 thì đây là một chiếc xe cực kỳ là kinh tế và tinh tế. Anh chị ạ, kinh tế ở mức độ đó là với khối động cơ 2.0 này nó thích ứng với lại thị trường Việt Nam với cái mức xăng tiêu hao nhiên liệu vừa phải, từ 8 đến 10 lít với tùy theo định chỉnh của khi mà anh chị lăn bánh trên đường. Tất cả các chi tiết xe là liền mạch và zin đét 100%. Phải nói chiếc xe này là mới cứng cựa luôn. Mới cứng cựa và zin tuyệt đối. Và đây ta sẽ xem chất lượng máy nhé. Zin từ răng dàn cò luôn. Và không thiếu bất kỳ một chi tiết nào cả. Đây em cho này. Anh chị nhìn thấy cái răng dàn cò là zin vào nguyên bản đúng không ạ? Chưa từng tháo mở nhé. Máy nổ êm và cực kỳ là tròn tiếng. Và thực sự rằng đây là một chiếc xe là không còn điểm gì để chê nó nữa rồi. Bởi vì nó là một chiếc xe cực kỳ xuất sắc với các công nghệ và tính năng cao cấp đến từ thương hiệu Land Rover, một hãng xe nổi tiếng từ Anh Quốc. Và với sự tham gia thiết kế của Victoria Beckham thì chiếc xe này nó lại mang đến vẻ đẹp thuần khiết cũng như là thẩm mỹ cực cao. Vậy thì với chiếc xe này đang được bày bán địa chỉ tại showroom số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương với giá 880 triệu đồng thì anh chị sẽ sở hữu một chiếc xe độc và chất nhất thị trường Việt Nam. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả quý anh chị.